Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Hoàng, sinh năm 2004, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 25 ngày 13 tháng 4 năm 2024, Hoàng mượn xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter để đi tìm hiệu cháo dinh dưỡng, mua cháo cho con. Khi Hoàng điều khiển phương tiện trên đến đường số 4 trước công ty Mabuchi, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thì thấy nạn nhân sinh năm 1990, trú quận Liên Chiểu, đang điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều với Hoàng, trên vai trái đeo một túi sách nên Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt túi sách này. Ngay sau đó, Hoàng điều khiển xe máy đi vượt qua nạn nhân rồi vòng ngược lại, tăng ga áp sát từ phía sau, giật mạnh túi sách của nạn nhân rồi nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Quá bất ngờ, nạn nhân chỉ kịp la lên, đồng thời bị mất tay lái và ngã xuống đường. Sau khi cướp giật được tài sản, Hoàng đem túi sách vừa cướp giật được về phòng trọ của mình ở K297/3 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để kiểm tra. Bên trong có một ví da, tiền mặt 834.000 đồng và một số vật dụng cá nhân khác. Hoàng sử dụng tiêu xài cá nhân hết số tiền 834.000 đồng. Ngày 15 tháng 4, 2024, nhận thấy việc làm trên của mình là sai trái, nên Hoàng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu để đầu thú. Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản Hoàng chiếm đoạt được là gần 1,5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên xét xử, Hoàng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn hối hận chỉ vì một phút nông cạn, không làm chủ được mình mà trả giá. Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại số tiền 4,5 triệu đồng. Đồng thời, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Văn Hoàng với mức án 4 năm về tội cướp giật tài sản. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, vừa qua lúa tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, giáp cao tốc Hậu Giang Cà Mau bị chết, có thông tin cho rằng nguyên nhân là do đất bị nhiễm mặn từ nguồn cát đắp nền cao tốc. Bộ trưởng bác bỏ thông tin cho rằng lúa chết tại Hậu Giang do đất bị nhiễm mặn từ nguồn cát đắp nền dự án cao tốc. Theo đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng định dự án cao tốc Hậu Giang Cà Mau chưa sử dụng một hạt cát biển nào. Cụ thể, các dự án thành phần thuộc cao tốc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nói chung, dự án thành phần đoạn Cần Thơ Cà Mau nói riêng đều sử dụng cát sông. Đoạn Cần Thơ Cà Mau đang sử dụng duy nhất nguồn vật liệu cát đắp từ các mỏ cát sông được Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cấp cho theo dự án cơ chế đặc thù. Quá trình khai thác, vận chuyển để đưa vật liệu cát về thi công công trình được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ bởi nhiều cơ quan và đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tư vấn giám sát, các nhà thầu phải thí nghiệm vật liệu trước khi chấp thuận nguồn. Khi cát đưa về công trường đều được thí nghiệm thành phần hạt, các chỉ tiêu cơ lý theo quy định của chỉ dẫn kỹ thuật. Cát đáp ứng yêu cầu mới được tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận, công tác thí điểm kiểm tra đều được thực hiện theo tần suất. Các cơ quan liên quan kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ. Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có điều chỉnh liên quan quy định về đèn vàng. So với dự luật trình ở đợt 1, quy định này đã được điều chỉnh, bổ sung thêm một nội dung. Nếu tài xế đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn vàng sẽ được đi tiếp. Tại dự thảo luật mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có điều chỉnh, bổ sung nội dung này. Dự luật quy định khi có tín hiệu đèn vàng, tài xế phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn vàng thì được đi tiếp. Trường hợp đèn vàng nhấp nháy, tài xế được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo đúng quy định. Như vậy, quy định bổ sung thêm nội dung nếu tài xế đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn vàng sẽ được đi tiếp. Các chuyên gia cho rằng luật mới tiếp cận và phù hợp với pháp luật quốc tế. Do đó, việc cơ quan soạn thảo thẩm tra điều chỉnh bổ sung quy định cụ thể về đèn vàng trong dự luật mới là chính xác, giúp các cơ quan chức năng sau này có thể xử lý các trường hợp thực tế đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện, nút giao Dung Quất thuộc cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC vẫn chưa thể chốt thời điểm sẽ thi công hạng mục này. Việc tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác 6 năm nhưng hạng mục nút giao thông giang dở là điều chưa có tiền lệ. 6 năm nay, hạng mục nút giao Dung Quất
thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vẫn dang dở như thế này. Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã rất nhiều lần hứa hẹn. Nhưng đến nay, bao giờ hạng mục quan trọng này sẽ hoàn thành thì vẫn chưa rõ. Cái tiếng Trung Quốc bây giờ mà muốn đi ra Đà Nẵng thì cũng phải qua ra Quảng Nam mới đi ra được. Mà muốn đi vô thì cũng vô răng Quảng Ngãi mới đi được. Ví dụ như đi, thì bây giờ nó xa xôi cho bà con. Hơn nữa là nó không thuận tiện. Mới đây, tại cuộc làm việc giữa ba bên gồm Bộ Giao thông Vận tải, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, thì thời điểm dự kiến hoàn thành nút giao được đưa ra là năm 2025. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được thì vẫn đang chờ Bộ Giao thông Vận tải thông qua chủ trương vốn. Cái công việc này đã bị dừng từ năm 2019. Hiện nay chúng tôi đã cố gắng để đã trình lên Bộ Giao thông Vận tải về xin điều chỉnh cái chủ trương đầu tư dự án, bao gồm trong đó sử dụng nguồn vốn của VEC để thực hiện, hoàn thiện cái nút giao Dung Quất này. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam hứa hẹn về việc sẽ hoàn thành nút giao Dung Quất. Tuy nhiên, các lần trước đó đều không thực hiện được. Hôm nay các anh hứa rồi, nhưng mà đề nghị các anh cam kết cố gắng 2025 là phải xong được nút giao Trị Bình Dung Quất, đừng để kéo dài quá. Và trong năm 2025 phải đưa được cái nút giao thông Trị Bình Dung Quất vào sử dụng. Đây cũng là điều kiện để cho khu kinh tế Dung Quất tiếp tục thu hút các nhà đầu tư. Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có chiều dài toàn tuyến gần 140 km với kinh phí lên đến 34.500 tỷ đồng, tính trung bình mỗi km đường đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi khánh thành thì dự án mắc hàng loạt sai phạm dẫn đến khởi tố vụ án. Từ khi vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị phanh phui thì nút giao Dung Quất cũng dừng triển khai và dang dở đến nay. Bắt đầu từ hôm nay ngày 15 tháng 6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng sẽ bị rút giấy phép. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, đã có 7.225 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng bạc áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng 1,34 triệu hóa đơn điện tử đã sử dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, không loại trừ khả năng nhiều tiệm vàng dù đã kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với cơ quan thuế nhưng làm cho có, sau đó bán vàng vẫn ghi hóa đơn do tiệm vàng tự in. Để tránh hiện tượng đối phó này, cần làm nghiêm túc khâu thanh kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp, tuyên truyền với chính khách hàng về quyền lợi khi mua bán vàng có hóa đơn điện tử. Với doanh nghiệp vàng, bán vàng có hóa đơn điện tử sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao uy tín và tăng sự tin tưởng từ khách hàng. Với người tiêu dùng, quyền lợi được đảm bảo khi mua vàng có chứng minh nguồn gốc, chất lượng cũng tránh bị ép tuổi vàng. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm kéo dài từ tháng 5 qua những tháng 6 đến thời điểm hiện tại thì mức lãi suất 6% một năm đã xuất hiện nhiều hơn, thậm chí đã có ngân hàng huy động ở mức 9,5% trên một năm. Được biết, trong bối cảnh tín dụng có dấu hiệu tăng trở lại, hàng loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cân đối cho nguồn vốn. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù tốc độ tăng trưởng không cao, song tín dụng đã duy trì tốc độ tăng trưởng dương liên tục từ tháng 2 đến nay với xu hướng tháng sau tăng cao hơn tháng trước. Đây là kết quả quan trọng trong bối cảnh khả năng hấp thụ vốn trong nền kinh tế còn thấp. Xu hướng này sẽ là cơ sở quan trọng để tín dụng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới khi hoạt động kinh tế thường vận hành và tăng trưởng tốt trong 6 tháng cuối năm. Do đó, các ngân hàng cũng tăng cường huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Theo chuyên gia tài chính nhận định, trong thời gian qua, mặt bằng lãi suất thấp nên các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng đã hút một lượng tiền nhàn rỗi trên thị trường. Do đó, các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để giữ chân khách hàng gửi tiết kiệm. Một lý do khác là nền kinh tế hiện khởi sắc nên các ngân hàng cũng cần chuẩn bị nguồn vốn cho thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào thời điểm cuối năm. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất vừa qua tăng phản ánh thanh khoản thắt chặt hơn trong hệ thống sau khi ngân hàng nhà nước chủ động rút bớt cung tiền nhằm hạn chế biến động trên thị trường ngoại tệ. Trong khi đó, các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn liên ngân hàng đảm bảo thanh khoản để giảm bớt rủi ro. Một vài ngân hàng gần như đồng loạt tăng lãi suất gửi tiết kiệm nhằm huy động nguồn tiền dự phòng cho hiện tại và tương lai.